một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa mà ban tổ chức dành cho hai đội tuyển kênh Cup miền Bắc và miền Nam là tổ chức lễ dân hương cho hai đội trước khi tiến hành lễ bốc thăm chia cặp cho những lượt trận đầu tiên. Theo đó, hai đội sẽ di chuyển cùng ban tổ chức lên đền thờ quốc tổ Lạc Long Quân vào buổi sáng ngày 15 tháng 4. Đền thờ quốc tổ Lạc Long Quân đặt tại Đồi Sim, xã Chu Hóa, huyện Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nổi tiếng linh thiêng, gắn liền với truyền thuyết con rồng cháu tiên đền có tổng diện tích hơn 13 hecta, có thế sơn trầu thủy tụ đắc địa. Cây cầu dẫn lối vào đền được xây dựng độc đáo. Cổng đền hay còn gọi là nghi môn cũng được xây theo kiểu truyền thống, gồm có bốn cột. Các họa tiết trang trí được mô phỏng theo văn hóa trên trống đồng Đông Sơn cách điệu, như hình ảnh người giã gạo, chim lạc. Cổng đền uy nghiêm, phương đình, hai bên sân đền là nhà tả vu, hữu vu, xây dựng năm gian, khung gỗ lim, lợp ngói mũi hài. Đền chính có diện tích 210 m2. Nội thất bên trong đền chính được làm bằng gỗ lim và sơn son thiếp vàng. Kiến trúc đền chính được xây dựng kiểu chữ đinh truyền thống. Bên trong đền có hai bức phù điêu lớn, một bức phù điêu quốc tổ Lạc Long Quân và 50 người con xuống biển. Một bức phù điêu quốc mẫu Âu Cơ và 50 người con lên non ngày nay đến khu di tích lịch sử đền hùng du khách sẽ được thăm viếng đền đức quốc tổ lạc long quân và đền thờ mẫu tổ âu cơ trước sau đó thắp hương tri ân công đức các vua hùng việc quy tụ các giá trị văn hóa tâm linh đầy ý nghĩa ấy càng thể hiện sâu sắc đạo hiếu uống nước nhớ nguồn của con dân đất việt